tỉnh Hà Tĩnh. Ông lớn lên trước những người khác cây cối của dân tộc. Ông đã chứng kiến những hành động khác rỡ và đàn áp của thực dân Pháp đối với đồng bào của mình. Tổ chức
tượng đài anh hùng Lý Vĩnh Châu được đặt ở nhiều nơi trên khắp cả nước, nhiều ngôi trường được mang tên anh. Hầu và chi đội 96 chúng em xin hứa sẽ cố gắng không ngừng học tập và phấn đấu vững bước tinh đầy, xứng đáng là công an chào giỏi cháu ngoan bác Hồ. Chúng xin hứa với các thầy cô